thắm thương nhau. Vì nghèo xuyên đôi lửa, mẹ già cho lấy nhau đám cưới nghèo buồn câu liếp trầu. Rồi mai anh có người thương binh đi về với bàn tay năm ngón như đi về với cuộc chiến tranh. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dân một cụm ngũ hành. Niềm vui chờ đón bằng tay trái không ngay, tình mình mong đẹp mãi như năm cùng núi quê hương, ôi năm cùng núi quê hương. Có người thương binh đi về với bàn tay năm ngón như đi về với cuộc tiên trình. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dâng một cùng ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai cho người yêu biết bằng tay trái.